Chào mừng các con đã đến với buổi học ngày hôm nay. Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau học môn toán nhé. Và trước khi bắt đầu tiết học, chúng ta sẽ cùng khởi động bằng một đoạn clip rất là dễ thương. Các con hãy theo dõi nha. Số vâng. Các em ơi, trong cái rổ trước mặt bạn gái có bao nhiêu quả khế nhỉ? Không quả khế trong rổ. Không quả khế trong rổ. Số vâng. Trong bể bơi có bao nhiêu bạn nhỏ? Không có bạn nhỏ nào. Số không. Các em hãy tiếp tục tìm hiểu về số 0 cùng anh Hiền Tím và các bạn nhỏ nhé. Bạn ấy đang tìm những bông hoa thì phải. Dãy cây này có bao nhiêu bông hoa hả em? Không có bông hoa nào. Không có bông hoa nào. Số 0. Có hai khung ảnh kìa. Em ơi, khung ảnh bên cạnh em có bao nhiêu bức ảnh? Khung ảnh là không có bức ảnh nào. Có không bức ảnh. Số 0. Đây không có quyển sách nào. Không có quyển sách. Số 0. Một đoạn clip thật là dễ thương đúng không các con? Và trong đoạn clip này các con có thấy số nào được anh Tím Tím nhắc đi nhắc lại nhiều lần không? À đúng rồi, đó chính là số 0. Đây cũng chính là bài học của chúng ta ngày hôm nay đấy. Qua bài học này thì các con sẽ nhận biết được biểu tượng số 0, biết đếm, lập số, đọc và viết được số 0, biết so sánh các số với số 0. Chúng ta cùng nhau bước vào hoạt động 1. Hoạt động 1, giới thiệu số 0. Các con hãy cho cô biết bạn thỏ có mấy củ cà rốt nào. Cùng đếm với cô nha. 1, 2, 3 củ cà rốt. Ở trong ô vuông này có mấy chấm tròn? 1, 2, 3 chấm tròn. 3 củ cà rốt, 3 chấm tròn. Cô viết được số 3. Bạn thỏ ăn một củ cà rốt. Vậy bạn còn lại mấy củ? Chúng ta đếm nào. 1, 2, 2 củ cà rốt. Trong ô vuông có 1, 2 chấm tròn. 2 củ cà rốt, 2 chấm tròn. Cô viết được số 2. Bạn thỏ ăn thêm một củ cà rốt nữa. Vậy bạn còn 1 củ cà rốt. Trong ô vuông có 1 chấm tròn. 1 củ cà rốt, 1 chấm tròn. Cô viết được số 1. Bạn thỏ tiếp tục ăn củ cà rốt còn lại. Vậy bạn thỏ có còn củ cà rốt nào không các con? À, không có củ cà rốt nào cả. Trong ô vuông cũng không có chấm tròn nào. Như vậy, cô viết được số 0. Cô xin giới thiệu với các con, đây là số 0 in thường, còn đây là số 0 viết thường. Số 0 viết thường có độ rộng là 1 ô ly, có độ cao là 2 ô ly. Các con cùng đọc lại với cô nha. 0. Nào, bây giờ mình cùng đọc lại dãy số mà mình vừa tìm hiểu. 0, 1, 2, 3. Trong dãy số mà chúng ta vừa tìm hiểu này, có số nào mà các con mới được học? À, đúng rồi, đó chính là số 0. Các con có biết số 0 đứng liền trước số nào không? Số 0 đứng liền trước số 1 đó các con. Điều này cho chúng ta thấy số 0 là số bé nhất trong các dãy số mà mình đã học đấy. Mình đã được giới thiệu về số 0, mình đã nhận diện được số 0 rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau thực hành và luyện tập ở hoạt động 2 nhé. Hoạt động 2, thực hành và luyện tập.
cô sẽ hướng dẫn cho các con cách viết số 0 nha. Số 0 có độ cao là 2 ô ly, độ rộng là 1 ô ly. Trên đường kẻ 3, các con đặt bút viết một nét cong kín có độ rộng là 1 ô ly, độ cao là 2 ô ly. Dừng bút trên đường kẻ 3, các con viết được số 0. Bây giờ, các con hãy vận dụng và mình viết vào trong vở của mình số 0 và dãy số 0, 1, 2, 3. Các con hãy viết thật là cẩn thận nha. Bây giờ chúng ta cùng bước qua bài tiếp theo, đó là bài đếm số. Ở bài này, chúng ta sẽ cùng nhau đếm từ 0 đến 9 và ngược lại bằng ngón tay. Các con hãy quan sát bức tranh. Ở hình đầu tiên, một bàn tay nắm lại, biểu thị cho số 0. Các con đọc với cô nào. 0. Ở hình tiếp theo, các con đếm với cô xem là có bao nhiêu hình tam giác nha. 1, 2, 3, 4, 5. Cô đọc 5. Ở hình tiếp theo, chúng ta đếm nào. 1, 2. Có 2 chấm tròn. Các con đọc 2. Ở hình cuối cùng, không có hình nào cả. Vậy thì chúng ta sẽ đọc 0. Chúng ta sẽ cùng nhau tập bật ngón tay và đếm số nha. Các con nhìn lên hình. Đây là bàn tay mẫu. Khi các con nắm tay lại, ngón cái đè lên các ngón còn lại, bàn tay biểu thị số 0. Các con sẽ bật từng ngón tay và đếm từ số 0 đến số 9 nhé. Đếm cùng cô nào. 0, 1, 2, 3, 4, 5, gỗ, 6, 7, 8, 9. Các con có làm được không? Hãy bấm dừng và mình luyện tập lại cho nhuần nhuyễn nha. Chúng ta cùng nhau vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập tiếp theo, bài 3, điền số. Các con hãy quan sát các chấm tròn trong những ô vuông ở hàng trên. Sau đó, mình điền số thích hợp ở phía dưới. Các con hãy bấm dừng và thực hiện bài tập nha. Các con đã làm xong chưa nào? Bây giờ cùng sửa bài với cô. Ở ô vuông đầu tiên không có chấm tròn nào, cô điền được số 0. Ở ô vuông tiếp theo có một chấm tròn, cô điền được số 1. Ở ô vuông này chúng ta cùng đếm xem có bao nhiêu chấm tròn nha. 1, 2, 3, 4, có 4 chấm tròn, vậy cô điền được số 4. Chúng ta cùng đếm hình tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, có 5 chấm tròn, cô điền được số 5. Ở hình tiếp theo, chúng ta cùng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 6 chấm tròn, các con điền được số 6. Hình tiếp theo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có 7 chấm tròn, mình điền được số 7. Ở hình ô vuông tiếp theo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, có 8 chấm tròn, mình điền được số 8. Và ở ô vuông cuối cùng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, có 9 chấm tròn. Vậy là ta đã điền được số 9. Các con hãy sửa bài nha. Các con có làm đúng không nào? Cô chắc chắn rằng bạn nào cũng sẽ điền đúng hết. Bây giờ, cùng cô đọc lại dãy số này nha. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cùng đọc ngược lại nào. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Các con hãy quan sát dãy số này và cho cô biết
Số nào là số lớn nhất và số nào là số bé nhất? À, đúng rồi, số lớn nhất đó chính là số 9 và số bé nhất trong dãy số này đó chính là số 0. Bây giờ chúng ta cùng vận dụng dãy số này để làm bài tập tiếp theo nha. Ở bài tập này, các con cũng sẽ điền số vào những ô còn trống. Cô có 6 dãy số. 3 dãy số ở hàng trên, các con hãy vận dụng dãy số đếm xuôi để thực hiện. 3 dãy số ở hàng dưới, các con hãy vận dụng dãy số đếm ngược để thực hiện. Các con bấm dừng để mình làm bài nha. Các con đã làm bài xong chưa nào? Bây giờ cùng cô sửa bài. Ở dãy số màu hồng, cô có số còn thiếu chính là số 0. Cô đọc được dãy số 0, 1, 2. Ở dãy số màu cam, số còn thiếu là số 1 và số 3. Cô đọc được dãy số 0, 1, 2, 3. Ở dãy số màu vàng, các số còn thiếu đó là số 5, số 7 và số 9. Cô có được dãy số 5, 6, 7, 8, 9. Ở dãy số ở hàng dưới, dãy số màu xanh lá cây, cô có số còn thiếu là số 8. Cô được dãy số 9, 8, 7. Ở dãy số màu xanh dương, các số còn thiếu là số 6 và số 4. Cô có được dãy số 6, 5, 4, 3. Ở dãy số màu tím, các số còn thiếu là số 4, số 1 và số 0. Cô đọc được dãy số 4, 3, 2, 1, 0. Các con hãy sửa bài vào vở của mình nhé. Chúng ta đã biết điền số vào chỗ trống rồi. Bây giờ mình cùng nhau bước qua bài tập cuối cùng, đó là bài so sánh. Ở bài tập này thì cô có tổ chức một trò chơi dành cho các con. Đó là trò chơi lật ô số. Đằng sau mỗi ô số sẽ là một bài để cho các con so sánh. Mỗi bài các con sẽ có 6 giây để làm. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Và bây giờ cô sẽ lựa chọn ô số đầu tiên cho các con nha. Cô sẽ chọn ô số 2. Ô số 2, các con hãy so sánh số 3 và số 0. 6 giây bắt đầu. Hết giờ, và các con đã ra được đáp án chưa nào? Ở bài này, đáp án là dấu lớn hơn 3, lớn hơn 0. Chúc mừng những bạn làm đúng nha. Tiếp theo, cô sẽ chọn ô số 4. Các con hãy so sánh số 0 và số 0. 6 giây bắt đầu. Hết giờ. Và đáp án của bài này là điền dấu bằng 0 bằng 0. Chúc mừng những bạn đã làm đúng. Bài tiếp theo, cô chọn ô số 1. Các con hãy so sánh số 0 và số 1. 6 giây bắt đầu. Hết giờ. Và ở bài này, cô điền được dấu bé hơn 0 bé hơn 1. Chúc mừng các bạn đã làm đúng. Mình chỉ còn một ô số thôi. Và cô chọn ô số 3. Wow, là một ngôi sao rất là dễ thương. Cô xin dành tặng ngôi sao này cho các bạn nhỏ đã tích cực chăm chỉ học tập. Tới đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc rồi đó. Các con hãy xem lại bài, đếm các số xuôi ngược từ 0 đến 9. Hãy chuẩn bị bài tiếp theo là bài số 10. Cô chúc các con luôn chăm ngoan, học giỏi. Cô hẹn gặp lại các con trong bài học lần sau.